Cô có ngồi giống như cháu hỏi trước đi. Đi thôi. Thế thì hỏi mấy câu thì ông đi. Hỏi biết nói nào rồi hỏi. Tức là nhá, chú là tự lập bàn thờ thờ mình được bao nhiêu năm rồi? Cô cũng phải hơn chục năm rồi. Cũng lâu rồi đấy. Cứ cho là chục năm đi. Thế cái thời quan điểm của cô về việc này thế nào? Thì ông ấy tốt. Bản thân cô có thấy lạ? Nói chung là cô cũng không thấy lạ đâu, bởi vì là cuộc sống của ông là như thế, mới là ông ấy chính là ông lập bàn thờ di tự ông ấy, nhưng mà chính là sức khỏe của ông cũng tốt. Mà nói thật với cháu là tâm linh nhà cô này rất là thực thế, rất thiêng, biết tất đấy. Mà ông cái gì cũng biết, nói chung là biết. Đúng, nhưng mà không giải thích được. Vâng. Đấy. Cháu thấy chú cũng như là cái kho tàng sống ấy. Đấy. Rất là nhiều kiến thức. Thế như khi cô đi ra ngoài, cô nghe những người ngoài người ta dị nghị về cái chuyện lạ là chú tự lập bàn thờ thờ chính mình không? Cũng có, nhưng mà chỉ có người dưới cao xá này. Vâng. Người dưới cao xá chính làng quê nhà ông ấy. Vâng. Người ta nói nào cô? Người ta chỉ bảo ông này ra nào lại tự lập bàn thờ thờ sống mình. Thế nhưng mà bà nói thật là bà cũng hôm mà xuống nhà chị gái đấy, cái năm đấy xuống nhà chị gái cũng có cái bà đến bà chơi, bà nói bà chỉ bảo là nói phải mà cũng là không phải. Ông ấy lập tự lập thế nhưng mà chính ra là sức khỏe của ông ấy lại tốt hơn. Đấy. Cái gì ông cũng nói chung là phần âm cái gì ông biết trước đấy, nhưng mà không giải thích được. À phần âm là chú biết trước, à bác biết trước. Biết trước ấy. Vâng, biết trước, nhưng biết trước hết. Không giải thích được. Nó rồi cái gì mà ông ấy biết trước là rồi nó cũng đến. À. Thế ví dụ như là bác nhìn cháu rồi bác có biết trước tương lai của cháu một phần nào đó? Sao chẳng biết chứ, có biết chứ biết có phần đấy. Nào. Sao chẳng biết. À. Thế cô về với chú được bao nhiêu năm rồi? Năm nay là sang thứ năm 14 nhỉ. À tức là 14 năm. Và hỏi cái mà cô nhớ ngay chứng tỏ là tình yêu bạn đồng, cho cảm giác như là cô chú rất là đồng điệu trong cái cuộc sống hôn nhân ấy, cuộc sống gia đình ấy. Ví dụ như là như chú là một hiện tượng lạ, tự lập bàn thờ cho chính mình là hiện tượng lạ, và thường là người vợ người ta rất là ngại những cái gì mà nó lập dị so với xã hội. Cháu hiểu lập dị là một mình mình kiểu thế, thường ấy là cái việc làm của chú là không được người vợ của mình đồng cảm đâu, nhưng ở đây cháu lại đọc thấy cái sự đồng điệu nó rất là lớn. Cháu thấy là cô rất là vui với những việc làm của chú mà đồng ý. Không, cái đó là đúng thôi. Vâng. Bởi vì trong cuộc sống thì nếu như mình sống ở bất kỳ một tổ chức nào nó cũng đều có chủ. Vâng. Đúng không? Vâng. Và cái đám chơi trẻ con kia cũng có đứa cầm đầu. Vâng. Mà trong một băng cướp. Vâng. Băng chó nó cũng đều có trường. Đúng rồi, đại ca ấy. Mà súc vật thì cũng thế thôi. Vâng. Ví dụ như con hổ, con báo, con đấy. Ờ, có con đầu đàn. Con đầu đàn. Vâng. Thì tất cả các loại đều thế cả. Vâng. Thì và kể cả nếu nói cho đúng thì con vật như con cá chuối, chết đuối. Vâng. Về con ấy, chẳng đắm. Vâng. Đuối về con. Vâng. Thì nó cũng có cái bao quát. Vâng. Có cái chung. Thế đi bây giờ như này đi, bác ơi, nói chuyện với bác thì nói cả ngày hết ngày nọ sang ngày kia không biết chuyện đâu. Cháu không định hướng là bác lại lái cháu sang một chuyện khác mà không biết là đi chuyện gì nữa. Bây giờ như này đi, hôm nay cháu đến với bác là để chủ đề về cây cảnh, cây cối. Nhưng mà cháu muốn là, như ban nãy cháu chia sẻ, cháu muốn là hiểu cái triết lý cuộc sống của bác. Cái triết lý cuộc sống của bác gửi gắm vào trong mỗi cái cây như nào. À thế thế này, tức là gì? Là cái đích cô đi nhé. Vâng, cảm ơn cô nhá. Cái đích của nó là đoàn kết là hạnh phúc. Vâng. Cộng đồng là hạnh phúc. Vâng. Mà bất kỳ việc gì thì đều phải có cái tầm là theo. Vâng. Như bác cháu mình vừa nói chuyện vừa ra cây đi. Ở chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vâng. Thế nếu như mình không chính tâm mình không làm được cái mục đích của mình. Vâng. Nó không đạt cái đích. Thế làm gì thì làm, anh đều phải có một cái nhân tâm phục vụ. Đây tôi chỉ dây từ cái to đến cái nhỏ. Vâng. Trước hết là anh ra đây xem. Vâng. Anh xem cái xoài. Thế thì có người hỏi vào làm cây thì nếu cây to thì cây nhỏ, thế cây xoài đây. Xoài bác nào? À đấy là nó tự nhiên hay là bác cố nắn nó thế đấy? Anh xem cây tự nhiên có cây nào mọc thế này không? À, vâng. Trước hết đây nó tự nhiên hay không thì xem đây sẽ biết tự nhiên hay không.
hai cây. Vâng. Trong dưới gốc là cách nhau 80 cm. Vâng. Dưới gốc ấy lên lớp rồi. Vâng. Thế và hai cây này để mọc lên ghép lại với nhau. Vâng. Đến đây thì cắt đi một cây. Vâng. Còn một cây đây. Vâng. Cái điểm này cắt đi tại đây. Vâng. Đến đây còn một. Vâng. Thế vào đây xem cái cây nó phát triển đây. Anh quay dần xem đây. Vâng. Nếu anh xem vào mùa quả thì sẽ thấy cái đẹp nó. Vâng. Thế và cái cây nó có tự nhiên đến đây nó gấp lại thế này tận như cái góc này không? Vâng. Đấy. Cây này thì bác có xếp vào là hạng cây cảnh không hay là chỉ là cây bác chơi thôi? Nó là cây cảnh chứ. Nếu như có khách thì vẫn có thể bứng cả cây đi được. Nếu thích bứng vừa rồi do người ta lỡ hẹn cho tôi không bán cho nữa. À. Tức là người ta không đứng đắn. Vâng. Đắn. Cho tôi cho xem thì tôi tiếp xong thì giải tán thì. Đây, cắt đi, cắt từ đây. Vâng. Nó lên đây, xuống đây, nó lên, xuống đây, ra đây. Vâng. Thế và một cái mới nó bị bỏ lâu, nó cũng uốn rửa bỏ lâu. Sau khi tai biến thì ba nó bỏ. Thì mấy cái cành này tôi uốn từ cành kia, từ trên kia xuống đây ra đây, luôn xa ra đây. Vâng. Cành này là phải sẽ quay ra ngoài này mới nhìn rõ cây cành này. Được, 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 bác cứ... Cành bé này. Vâng. Cành này tôi la la đây. Vâng. Ra đây, thế còn lên kia, trên kia. Trên này mình điều chỉnh để cho cái nó thấp, nó lùn xuống, nó tỏa ra, nó như cái ô chèn. Vâng, vâng. Đấy, nó cằn cây lại chứ. Đúng rồi. Chứ không cho cao vọt lên. Cháu vào bao lâu hôm nay cháu có để ý cái... Nếu quy luật của nó thì nó phát triển cao lắm rồi. Vâng. Hàng chục mét rồi. Vâng. Thế vậy thấy từ gốc kia. Vâng. Cho đến đây nó là bao nhiêu mét. Vâng. Đến đây nó là bao nhiêu mét. Vâng. Không dưới 4 mét từ đây lên đến đây không dưới 4 mét. Vâng. Đấy. Thế thì nó còn tiếp tục xuống, tiếp tục lên. Thế đến đây thì anh thấy là hoành, huyền, siêu trực. Đấy, thế thì trong hình học thì anh thấy là gì? Anh thấy là nó đủ các cái hình thể. Vâng. Trong cây cảnh thì nó đủ các thế. Cây này nó đủ đại diện cho các cái thế của chơi cây cảnh. Vâng. Thế mà ghép lại hai cây thì bao giờ cũng khỏe cây, có đúng không? Vâng. Một cây là chẳng đến nó, như ba cây đi, hai cây thì cái bộ rễ của nó, thân của nó và đến đây nó tạo thành một. Vâng. Hai nuôi một thôi. Vâng. Thì tốt hơn là một nuôi một, đúng không? Từng cái cành kia, cái vị trí từng cành và các cái đường nét của từng cành và cuối cùng các cành này, cành cao, cành thấp nó phân chia ra để mà cùng hưởng ánh nắng, ánh sáng. Đấy. Chứ nếu anh mà để cho phát triển tự nhiên thì nhiều cái bị tiêu diệt bởi vì đấu tranh sinh tồn không? Đấy. Những cành nào mà bị úm, bị che khuất nhiều quá xong tự chết. Thế cây này bác bán bao nhiêu? Cây này nói cho đúng là cách đây bao nổ à chục năm thì tôi đã đồng ý bán cho anh ta. Được. 10 triệu tôi lời vừa bán vừa cho. Là cái này 10 năm? Ờ, thế thì xong thì anh ta nói cho anh ta không làm, chắc là về tính toán nào không làm. Thế cây này bao nhiêu năm nữa? Thế xong thì 3 năm sau, cây này thì mới có trên 20 năm thôi. Được. Chưa được 30 năm. Được. Chắc chắn là chưa được 30 năm. Tôi đến đây tôi với chồng, tôi ở đây hơn 30 năm rồi. Cây xoài hả? Cây xoài này, trồng hạt, xoài Vân Du. À, xoài trồng hạt. Trồng cây Vân Du. Rất sai quả lắm. Nếu như mùa quả này mà anh đến thì anh sẽ thấy cái đẹp của nó. Thế cây này, đây thì anh cứ quay đi. Vâng. Xong tôi giới thiệu qua cái cây thế của nó. Bác cứ nói đi ạ. Cây này cây thế trực, là đứng thẳng. Vâng. Đấy. Là người đàn ông phải luôn tiến về phía trước, tìm đến những chân trời mới. Đừng tạo mình thành những xô đá, nằm ỉ bên bờ suối, chờ thời gian nước chảy mài mòn. Đây là tục ngữ của Hy Lạp. Vâng. Thì... sống thì chính tâm tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Anh có ngay thẳng, anh có chính trực, anh mới dạy thế hệ sau được. Thế cây này muốn đi thế. Thế và cây này nếu về phong thủy thì anh đứng đây, anh quay đây sẽ thấy. Không, bác cứ nói đi ạ. À. Quay như nào để cháu? Thì đằng sau đây. Vâng. Cũng như trong phong thủy thì người ta cũng xếp đặt là gì? Có Huyền Vũ, có Thanh Long, có Bạch Hổ. Thế và bên Thanh Long thì đây. Thanh Long thì bệ Thanh Long cao hơn bên Bạch Hổ này. Đằng sau điểm tựa của nó đây thì nó điểm tựa cũng anh ngồi cái ghế bành. Vâng. Thì anh không bao giờ ngã ngửa, có đúng không? Vâng. Thế phía trước là chu tước thì nó thoáng, đây là phía trước chu tước nó thoáng. Thế thì tôi trồng cái này nếu như người biết thì họ rất quý, họ thấy cái giá trị rất cao. Vâng. Rất quý. Nhưng người không biết thì ôi, nó chẳng là cái gì cả, làm cái trụ đá này đặt ở đây hứa là gì. Thế bây giờ nó bằng này,
từ nhỏ lớn như thế này, để những cái rễ này nó ra đây, nó ra đây như thế này thì nó là thời gian bao nhiêu cũng không phải là 1 năm 2 năm thế này được. Nên nó nhiều năm. Cái khoảng bao nhiêu năm nó? Nó phải cái cỡ độ trên 15 năm. Thế thì đây tôi bỏ cái xương rồng ở đây, xương rồng hay xương rắn đây. Đấy, thế thì những cái tức là trong sách nói là cây xương rồng trồng trên cát long vẫn hoàn long, nó sống ở sa mạc. Nó sống gian khổ được. Thì cái cây này thế trực như đại diện cho người đàn ông, cho chủ nhà. Đấy, cho chủ hộ đấy. Trưởng đây, gia trưởng đây. Thế thì đây tôi trồng có cái cây nhỏ nó đây. Thế cây lớn đây. Tức là điều như kế. Tức là già thì phải có trẻ. Nó phải có thừa kế tiếp tục. Thế đây là cây này. Thế còn phân nhánh thì 1, 2, 3. Thế này là 4, thế này là 5. Thế người ta tính là ngũ phúc. Ngũ phúc thì có phú, quý, thọ, khang, ninh. Thế thì anh được cái gì thì được. Cũng như là trong cái cổng như này. Thì trong đạo Phật thì người ta viết là ngũ phúc lâm môn. Thế có người đem thờ trong mặt thờ không phải? Môn là cổng kìa. Ngũ phúc lâm môn tức là 5 cái phú, quý, thọ, khang, ninh ngoài đường này. Thế mà anh đón được hay không? Là anh. Thế về cái cổng này, trong cái tỷ lệ cái cổng mở cái cổng này phải có chữ nghinh phúc thiên phúc đấy, tức là gì, là anh đón cái phúc vào trong nhà anh. Vâng. Chứ anh không đón thì sao vào? Vâng. Như khách đi đường mà mời ông vào chơi. Vào chơi thì phải đón được cái phúc vào nhà đã. Vâng. Thì cái phúc phải là ngũ phúc lâm môn ở cổng này, lâm là tới. Vâng. Chứ không phải lâm là dừng. Nếu phải hỏi lâm là dừng hay lâm bệnh thì không phải. Vâng. Nào bây giờ bác tiếp theo đến cây nào nào? Đây, nếu thích thì xem cây bé mà bác cảm thấy nó có triết lý, nó có mà bác tâm đắc ấy. Cây nào cũng đẹp. Vâng. Đây, ví dụ thế này. Vâng. Đây, nói cây này. Hãy soi mói cây này. Cây này cái bộ rễ thế nào? Đây, cái bộ rễ, quan sát bộ rễ, quan sát toàn bộ thân. Nó lùn, nó thấp thôi. Vâng. Nhưng nó có tuổi. Vâng. Cháu tưởng cây nào có tuổi, nhìn cái gốc nó phải bạc trắng rồi chứ bác. Không, bạc không người ta có thể hóa trang được. Lấy lưu huỳnh mà bôi về đây này. Không, nó bạc tự nhiên đấy chứ. Không, tự nhiên thì nó phải thế nào nó bạc, làm gì có cây nào bạc. Người có người tóc vẫn đen, vẫn già, vẫn chết thì gì. Có người ít tuổi vẫn đầu bạc thì gì, không phải. Không phải. Người ta nhìn qua cái thân thế, nó sự phát triển của từng loài giống. Thế thôi. Thế còn cái bộ rễ đã được như thế này thì nó phải thế nào nó mới ra cái bộ rễ này. Phải quan sát bộ rễ. Thế mà cây mà có bền vững phải có bộ rễ chui sâu vào trong đất để giữ cho cái thân nó bền vững, có rễ có gốc lên thân cành lá. Chứ còn bây giờ cái gì cứ nhiều khi cứ trồng nó ngôi lên cho nó đẹp ấy. Nhưng mà thực tế mà tranh vinh nó không khác thì người đứng một chân. Vâng. Hai chân bây giờ cũng vững hơn một chân. Vâng. Mà nếu hai chân buông xuống là có cái ghế tựa xong nữa, ngồi ở đấy thì lại càng vững hơn. Đấy, thế nếu cành này thì mình xem các cái cành này nó phân bố ra để mà nó chia ra để nó che lấy gốc, giữ lấy gốc, trở về cội nguồn, giữ đấy. Nếu không có hồi đồng ở giữ gốc mà cứ để trơ ra. Mình làm cái nhà cũng để che nắng, có đúng không? Mặc quần áo này cũng là để tránh nắng, tránh gió, để giữ bản thân mình thôi. Chứ không phải là chống. Thế cũng như là các vị bảo, phòng chống thiên nhiên thì không chống được thiên nhiên. Phòng tránh thiên nhiên mới đúng. Đúng. Chứ nói phòng chống thiên nhiên là nói láo, nói thế là sai ngôn ngữ. Ý trời. Động đất có chống được không? Vâng. Đứng đấy không chạy đi. Núi lửa không chạy nó tràn vào, nhắm thạch tràn vào chết mất mạng. Sóng thần nhìn thấy đi kia, thuyền bè không chạy vào neo đậu nhảy bật lên bờ. Thì lấy ví dụ thế. Vâng, thế còn bên này là cháu đang thấy là có cái tiểu sen. Vâng. Trồng cái tiểu sen. Sao bác phải làm cái lồng sắt ghê thế? Nó đủ ngả nghiêng ra, nó tốt đủ ngả nghiêng kia. À. Thì làm thế này để mình giữ nó, mình chơi thì mình phải giữ. Vâng. À. Để chế nguyên cái lồng sắt để giữ ngoài cây sen này cũng cầu kỳ bác nhỉ? Không thì đã chơi thì chưa, thì mình đã sinh ra nó thì phải nuôi dưỡng nó. Vâng. Phải chăm sóc nó, đừng để nó chết, đừng hành hạ nó. Con người cũng vậy. Không, bất kỳ giống gì. Vâng. Sự sống đều có linh hồn, đừng nghĩ rằng cây này nó không có linh hồn. Vâng. Thế linh là cái gì? Nó để đấy cái sản, mình chăm sóc nó để cái sản phẩm cho mình theo ý muốn của mình. Vâng. Mình không chăm sóc nó thì cái giá phải trả. Cũng như đẻ ra con mà không giáo dục, không nuôi dưỡng tử tế thì sao cái giá phải trả? Đấy. Thì đến cây trồng cũng thế thôi. Đâu bác, tiếp đây, theo là cây nào đây? Đây, cây sung này. Đây là vừa phát quả xong này. Vâng. Đây còn lại những cái cuống này đang chuẩn bị ra mà. Vâng. Đây quả mới. Thế đây, nếu như để một thân thì vít phát gãy được. Vâng. Nhưng bây giờ
ta để cho 4 năm thân vào như thế này thì mà nó khỏe. Chụp lại nên hòn núi cao đấy, thì nó khỏe. Đấy, cũng như là một cái chuỗi gỗ kia một mình không thể na được, nhưng 3-4 người thì chuyển nó đi dễ dàng. Thì cái thân được tập trung lại như thế này thì nó khỏe. Thế và mình phân bố các cái cành ra để cho cái tán này, cái thứ nhất là về hình thức nó đẹp, về ngoại hình nó đẹp. Nhưng cái nội dung của nó thì cũng là gì, để bảo vệ cho cái gốc này. Đấy, để cho cội nguồn. Cây có gốc, vâng, trùng quả đấy. Đây hay, mà cứ mỗi tháng ra một đợt. Mỗi tháng một đợt quả. Mỗi tháng. Quanh năm thế. Nó vẫn ra tiếp vào cái... Vẫn ra tiếp đấy, nếu bạn đi mất là lại thất thoại. Ra rất nhiều. Tứ quý đấy. Vâng, tứ quý. Và xếp thứ hàng người ta gọi là quý linh, long ly quy phượng, tức là đại diện của 4 con vật quý. Để tập trung lại thì 4 thì tốt hơn 1 chứ. Tác phẩm nào nữa mà bác ơi? Không thích cái gì thì đây cứ thế đây, nếu xem tiếp thì đây. Lên xương rồng thế này nhá. Vâng, lên xương rồng. Đây. Vâng. Thế bây đi xem cây này. Vâng. Chưa xem cây này, nhìn dáng thế cây này. Vâng. Đây. Vừa xem các góc đi. Cây này cho ấn tượng đấy nhá. Cây này, cây này chả đẹp. Tất cả những cây của tôi trồng đây, nó lên thân cây, nó ra cái nhánh nhỏ thì cắt mẹ cái thân chính đi. Vâng. Đây, cái sẹo nó đây. Gọi là con rắn thì gọi là con gì thì gọi con yêu vâng. quái cũng được. Vâng. Thế nhưng nó đều có thân trên tay trên các cái chi nhánh của nó ra. Vâng. Đấy, có đầu có đuôi. Vâng. Hình tượng. Thế thì bây giờ bao nhiêu năm nó với thế này. Và cái vết cắt này nó cũng là dây đây. Mà cái dây buông xuống đây. Vâng. Đây, cái dây buông lên. Vâng. Quan sát cái bộ dây này. Ý nghĩa của cây này là bác định chuyển tải được gì? Thế có người bảo cái này là long vũ. Ừ thì long vũ. Thế có người bảo cây này là quần long, bởi mỗi cành này như một con rồng. Vâng. Đấy, thành quần long, tức là một quần thể, một đàn rồng. Nó như một tác phẩm nghệ thuật và ai không ai nghĩ được, nghĩ tùy theo cái suy nghĩ và đấy là, đấy là việc của anh, của tôi làm dạ, tôi. Vâng. Đấy, thế thế đấy. Thế còn mỗi người một sở thích, như với tôi là tôi trồng, tôi cứ thích trồng cây một. Vâng. Rồi xin chào. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là vậy, chúng ta hãy cứ làm những công việc mà chúng ta cho rằng là đúng, ít nhất là đúng với chính mình. Để chăm sóc và phát triển một cây xanh hay như để tạo tác một bức tranh cũng vậy, mỗi người chúng ta sẽ có những góc nhìn, những lăng kính khác nhau, tùy thuộc vào trình độ, nhận thức của chính mình. Và nhân vật Bác Khải ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ này cũng vậy. Rõ ràng ông đã có những định kiến hay là những quan điểm khác biệt với hầu hết nhiều người trong số đông của xã hội. Một người tự lập bàn thờ để thờ chính mình cùng những khả năng dự đoán hay là biết trước được tương lai của chính mình dưới góc nhìn tâm linh mà như bác gái, tức là vợ của ông Khải đã chia sẻ ngay ở đầu clip. Có những cái vượt quá, vượt ra ngoài khả năng nhận thức của chúng ta thì chúng ta thường mặc nhiên đó là không thể hoặc là điên rồ. Nhưng ở góc nhìn cá nhân, bản thân người thực hiện clip này cũng chỉ ghi lại những gì mình nhìn thấy, được thấy và tự nhận trình độ còn nhiều hạn chế. Vì thế, chúng tôi cũng không thể đưa ra được một nhận xét gì về nhân vật ông Khải trong series phim về ông. Chỉ muốn chia sẻ với quý anh chị một quan điểm thế này. Khoa học có thể tồn tại mà không cần tới tâm linh, và tâm linh cũng có thể tồn tại mà không cần tới khoa học. Nhưng nếu cả hai được tồn tại song song, thì thế giới này thật tốt đẹp biết bao. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và rất mong muốn quý anh chị hãy vui lòng để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ tiếp tục mạn đàm về nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Còn bây giờ, xin kính chào và xin hẹn gặp lại.